Thêm một chiến thắng trên sân nhà ETH, Man City đã nối dài mạch toàn thắng ở ngoại hạng Anh mùa này lên con số 6 khi vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 2-0. Phil Foden, Erling Haaland lần lượt là những người ghi bàn từ sớm. Phải nói rằng, nhà vô địch nhanh chóng áp đảo được khách và tạo cho người xem cảm tưởng họ có thể hủy diệt đối phương bất cứ lúc nào. Minh chứng là 46 đường truyền ban bật mượn như San Siêu khi có bàn mở tỷ số trông chẳng khác gì một phiên bản làm mới của lối chơi Tiki-Taka đáng sợ năm nào. Chỉ đáng tiếc là tấm thẻ đỏ của Rodri đã làm gián đoạn và thay đổi kế hoạch trận đấu. Nhưng Man City vẫn đủ bản lĩnh để giữ lại 3 điểm trên sân nhà, dẫu là một chiến thắng không hề dễ dàng và chẳng hề trọn vẹn. Vì Rodri sẽ bị treo giò 3 trận, đồng nghĩa không thể tham gia trận đại chiến với Arsenal. Tuy nhiên, điểm sáng từ chiến thắng này vẫn có thể, thậm chí là nhiều điểm sáng đến từ các tân binh, những cầu thủ trẻ. Man City ở thời điểm hiện tại rất mạnh. Họ vừa là bá chủ nước Anh, vừa là bá chủ châu Âu. Nhưng bạn nghĩ sao nếu tôi nói Man City sẽ tiếp tục duy trì sự thống trị ấy lên toàn cõi lục địa già, ít nhất là trong 5 năm, hoặc thậm chí là 10 năm nữa? Đơn giản, họ đang có một thế hệ tương lai cực kỳ xịn sò, đủ sức giúp họ chinh phục thêm những đỉnh cao trong thời gian tới với những cái tên nổi bật như là Josko Gadio, Phil Foden, Julian Alvarez, Erling Haaland, Matheus Nunes và Jeremy Doku. Hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go đi phân tích về thế hệ đầy hứa hẹn này của Man City trong phần sau của video. Nhưng trước đó, hãy để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những nội dung hấp dẫn từ kênh. Ngoài ra, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay 5go.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng lách căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Chắc hẳn các anh em Man City còn nhớ ở trận thắng 3-1 trước West Ham, tiền vệ tân binh Jeremy Doku có pha solo quét sạch dừng cầu thủ đối phương trong vòng cấm, mang về bàn gỡ quan trọng cho Man City, từ đó cởi bỏ áp lực tâm lý cho các đồng đội, giúp đội nhà càng đá càng hay và giành thắng lợi chung cuộc. Đến trận đấu gặp sao đỏ Belgrade ở Champions League hồi giữa tuần, một tân binh khác trong mùa hè vừa qua của Man City là Matheus Nunes cũng đã lên tiếng khẳng định giá trị bản thân. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có 6 ghi pass, 111 lần chạm bóng, chuyền chính xác 88 trong số 92 và được chấm điểm 8,7, chỉ xếp sau Julian Alvarez, người hùng lập cú đúp trong trận đấu đó. Mới đây trước Nottingham Forest lại một tân binh nữa của Man xanh tỏa sáng. Lần này là Josko Gadio. Hậu vệ người Croatia đã chứng minh vì sao mình có giá trị lên tới 90 triệu euro, đồng thời trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai thế giới. Anh đóng góp màn trình diễn hay nhất từ đầu mùa khi được bố trí đá hậu vệ trái và hoàn toàn làm tắt điện hai ngòi nổ nguy hiểm là Morgan Gibbs-White và Ola Aina bên phía đối phương. Thống kê từ SofaScore ghi nhận, Gadio có 4 tình huống giải vây, 2 pha đánh chặn, 1 cú tắc bóng thành công. Tỷ lệ chiến thắng tranh chấp tay đôi gần như là tuyệt đối trên mặt đất lẫn trên không. Nhưng điểm đáng nói nhất trong lối chơi của Gadio cũng là một trong những lý do khiến Pep Guardiola nhất quyết thuyết phục Man City chi đậm nổ bom tấn, chính là khả năng tịnh tiền bóng. Ngày hôm nay, khả năng ấy cũng đã được cầu thủ người Croatia chứng minh rõ rệt. Các số liệu cho thấy Josko Gadio chạm bóng 92 lần, chuyền chính xác 62 trong số 73, đạt tỷ lệ 85%, phát động vượt tuyến gần như hoàn hảo với 5 đường truyền tài thành công trong số 6 lần phát bóng. Một vũ khí quá lợi hại từ tuyến sau của đội chủ sân ETH. Người hâm mộ Man City chắc chắn có lý do để trông ngóng Gadio rồi sẽ phát triển trở thành một phiên bản khác của Virgil van Dijk thời kỳ đỉnh cao với những đường dọt bóng như đặt phía sau lưng hàng phòng ngự của đối phương cho đồng đội bắt tốc độ lao lên. Nếu Rodri không bị đuổi khỏi sân ở hiệp 2, Josko có lẽ phát huy được thế mạnh, chuyền bóng của mình nhiều hơn nữa khi mang tốc độ Jeremy Doku vẫn còn ở trên sân. Nhắc về Doku, anh chàng Nunes cũng tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng ở trận đấu tối qua. Trong khi tiền vệ người Bồ Đào Nha có đường kiến tạo cho Erling Haaland nâng tỷ số lên 2-0, thì chân chạy cánh người Bỉ liên tục làm khổ hàng phòng ngự Nottingham Forest. Anh xuất sắc đến mức nhận được những lời tán dương không ngớt của nhà báo Adam Bates đến từ Sky Sports, người đã có mặt tại ETH để tường thuật trực tiếp trận đấu. Adam Bates bình luận: "Tôi thực sự ấn tượng với Jeremy Doku. Cậu ấy chạy chỗ khi cần thiết, cũng thực sự thông minh và có chủ đích trong việc đánh về phía sau lưng của đối phương. Doku cũng kết nối tốt với những người xung quanh. Với thể chất vượt trội, Doku tỏ ra lần lượt trong những pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ của đối phương. Chỉ tính riêng trong hồ 1, chân chạy cánh người Bỉ đã có đến 5 pha qua người thành công và mở ra rất nhiều khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Cả trận, Doku chạm bóng 34 lần, chuyền chính xác 20 trong số 21 lần, đạt tỷ lệ 95%, thắng tranh chấp tay đôi 7 trong số 9 tình huống dù chỉ có mặt trong 51 phút. Thật tiếc khi màn trình diễn của Doku đã bị vô tình gián đoạn như thế bởi tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của Rodri ngay đầu hiệp 2. Man City lúc này buộc phải chú trọng hơn đến khâu phòng ngự và Pep còn lựa chọn nào khác ngoài thay Doku ra chứ? Dẫu vậy, ba thương vụ tiêu tốn của Man City tổng cộng 213 triệu euro đã sớm chứng minh họ đáng đồng tiền bát gạo như thế nào chỉ trong giai đoạn đầu của mùa giải. Dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, họ chắc chắn sẽ còn gây ngạc nhiên và đáng gờm hơn nữa trong thời gian tới.
Điều đáng bàn ở đây là điểm chung của ba tân binh, họ đều thuộc thế hệ Gen Z, trẻ trung, năng động và vừa chấm nở sự nghiệp. Ít nhất, họ có thể thi đấu đỉnh cao thêm 10 năm nữa, thậm chí hơn. Điều này mở ra một tương lai tươi sáng cho nhà đương kim vô địch châu Âu, bởi trong đội hình của họ hiện tại vẫn còn nhiều ngôi sao khác thuộc thế hệ Gen Z và đều đã chứng tỏ năng lực chiếm lấy suất đá chính của mình. Người đầu tiên cần nhắc đến chính là cậu ấm Phil Foden, ngôi sao tăm sức ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu vừa qua. Đáng nói ở chỗ, đó là pha kết thúc đầy quyết đoán từ 46 đường chuyền ban bật liên tục, trông chẳng khác gì Tiki-Taka thời kỳ đỉnh cao cả. Phil Foden đến nay đã ra sân không sót một trận đấu nào của Man City ở ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024, trong đó có 5 trận đá chính. Trận còn lại anh vắng mặt vì lý do sức khỏe, nhưng chỉ cần vài phút ngắn ngủi có mặt trên sân, cuối trận cũng đủ giúp Man City xoay chuyển tình thế. Thành tích của Foden ghi nhận ở ngoại hạng Anh hiện tại là 3 kiến tạo, đưa anh trở thành một nhạc trưởng đích thực của Man City. Theo số liệu của Squawka, có đến 13 lần một cầu thủ của Manchester City tạo ra 7 cơ hội ngon ăn trở lên trong một trận đấu tại Premier League. Kevin De Bruyne áp đảo tới 10 lần, David Silva 1 lần và 2 lần còn lại chính là Phil Foden trong trận đấu gặp Newcastle. Người tiếp theo thuộc thế hệ Gen Z đang dần chứng minh năng lực và đóng đinh vai trò không thể thay thế ở Etihad là tiền đạo Julian Alvarez. Kể từ đầu mùa đến nay, ngôi sao người Argentina chỉ vắng mặt trong đội hình xuất phát đúng một trận tranh siêu cúp châu Âu với câu lạc bộ Sevilla. Còn lại, nhện nhỏ ra sân từ đầu 8 trận trên mọi đấu trường. Trận nào, anh cũng xếp đá cặp tiền đạo hỗ trợ cho Erling Haaland và đều để lại dấu ấn. 4 bàn thắng, 3 kiến tạo, qua 7 trận trong vai trò mới, hộ công, cùng danh hiệu Man of the Match đầu tiên của Champions League 2023-2024 là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển vượt bậc của Alvarez. Quan trọng hơn, đàn em của Messi tạo ra một sợi dây liên kết vô cùng ăn ý với Erling Haaland. Và Erling Haaland là ai chứ? Anh là một cầu thủ Gen Z nhưng đã sớm trở thành chân sút số 1 của Man City mùa trước. Cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất thế giới hiện nay, hình mẫu hoàn hảo cho một trung phong. Erling Haaland là tương lai, là trụ cột không thể thay thế trên hàng công của Man City. Dù gần đây, Erling Haaland khá đen đủi và nhận về nhiều chỉ trích từ các pháo bỏ lỡ, nhưng đừng quên chỉ mới 6 trận thôi mà Marcin Bue đã ghi 8 bàn, gấp đôi người xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng vô phá lưới. 6 cầu thủ thuộc thế hệ Gen Z, 3 tân binh và 3 cựu binh, tất cả đều tỏa sáng theo những cách khác nhau, thay phiên qua từng trận. Thế mới thấy tài năng của đội ngũ tuyển trạch viên của Man City. Họ không những mang đến các bản hợp đồng thành công tức thời là độ chín cho câu lạc bộ, mà còn mang về hàng loạt bản hợp đồng đầu tư tương lai đầy chất lượng. Trong đó có không ít cầu thủ đã, đang và sẽ sắm vai trò trụ cột của The Citizen trong ít nhất 10 năm nữa. Đừng quên, Man City vẫn còn nhiều cầu thủ đang rơi vào độ chín của sự nghiệp như Rodri hay Ruben Dias, bên cạnh những cựu binh dày dặn kinh nghiệm như Ederson, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Kai Walker. Sự kết hợp độc đáo giữa cựu binh, tân binh, ngôi sao đạt đội 9 sẽ đảm bảo thành công cho The Citizen ít nhất là trong mùa giải này. Và xa hơn là 3-4 mùa giải nữa, thậm chí là 5-10 năm sau, người ta vẫn có thể thấy Man City ngự trên đỉnh cao của nước Anh, của châu Âu. Có thể lắm chứ?